Hello mọi người Mới nha, chào buổi sáng tất đấy cả thì mọi em người nha. cũng Thì hôm nay mình có lô chưa cua này về quá trời luôn, đẹp luôn mọi người. Để ông anh trả ra cho mọi người xem. tới tới là gì vậy? quá 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 ôi ôi rồi cả. Đẹp rồi cả mọi người. Lục mẹ cô này cua me nha, hơi tối rồi. Cô này cua me nha mọi người. Cái này là me đúng me ra nè. Dạ đúng. Me đúng me đó. Sửng 200 con nha mọi người. Bao mẫu. Đúng me rồi đó. Bao mẫu luôn. Bao điểm luôn. Bao mẫu bao điểm luôn. Hôm nay mình đi giao cho anh ở 200 ấy. Dạ 200. 200 để mà mẫu đúng không? Đúng rồi. Mẫu 200 là đúng không? Đi mình đem đi sáng ra sáng cho bà con thấy không? Trời hơi mưa hơi tối bà con ơi. Quá sát cua đẹp anh. Anh quay ngang dìm vô cho cua anh lên bồi lên. Quá rồi. Ôi ôi cua đẹp quá cân. Quá ok luôn mọi người ơi. Mọi người có bắt cua tiêu, cua dưa, cua me thì hãy liên hệ cho Cảnh qua số điện thoại Cảnh để trên màn hình nha. Quá đẹp luôn này. Có thể khi có lô cua mít gì nữa. Cua mít luôn ha, là cua là những con cua bằng hạt mít đó ha. Dạ. Ê, cua này đẹp ha. Ồ, cua quá đẹp luôn mày. Ok. Ồ, dễ mới được, cua tính dễ mới được. Đang quay mấy đi. Quá. Dài okay. Cứ tới sẽ có hàng me bự hơn me này nữa. Dạ, có là me bự hơn nữa. Ừ, cũng là phải cái. Trời quá trời, tâm cực khổ dành dịch ha. Lạ anh luôn. Nè, đúng me ra nè. Quá đẹp luôn ạ. Không mà đẹp ha. Đẹp. Ok, thì chất đẹp. Dạ, đúng me đó. Được luôn hả? Đủ mà nói chung là bữa nay đem bầu đem giùm luôn. Bữa nay là lên 50 con giá luôn. Lên 50 con giá luôn. Mình đem cho vào hàng là cái giá chuẩn đã nói rồi là giá một, nhưng mà nó lên là mình chịu. Đúng rồi. Quá vậy. Làm ăn mà mình đã chốt rồi mà mình thấy lấy mới được. Cái này là dưa. Này là dưa. Dưa. Này là dưa một nè. Để mà sáng cho bà con coi nè. Ủa, ông có cái sửng không? Vậy đó, lại lên đó. Sao chú? Vậy nè, mày giỏi vậy là cua lên nha. Cua lên là cua mạnh đó. Ờ, vậy mới biết đó. Ờ, vậy là cua mạnh đó chứ vậy. Rồi, vậy mạnh đó. Bên đây là cua me. Vậy đó, nè, vậy nè. Vậy là biết cua lên rồi nè. Mạnh nữa, mới biết nè. Đây là cua me. Nó vậy đó. Đây là cua dưa. Ờ, cua dưa nè. Cũng giỏi lên là biết liền nè. Cua mạnh biết liền nè. Ồ, cua thấy ham quá trời, ham không? Cua quá trời tốt luôn ha. Cua đẹp nè. Quá đẹp cua đó, cua nào đó tôi biết mà. Vậy là biết cua đẹp hay không biết liền. Ồ, quá trời là vuông này dữ vậy. Ok. Đây cua đẹp thiệt chứ. Cua đẹp. Mà sao con thấy cái quá này nó rồi. Màu trắng vậy ta? Ừ. Nó màu trắng vậy hả? Màu trắng màu hơi đen đen này. Mà tùy theo phải không? À, ở đây ba sửng. Mà cái mẫu này 200 là mẫu rồi. Đúng không? Đúng. Cua này cũng đẹp nè. Cái đó con thấy cũng đẹp ha. Ờ, cua cũng đẹp. Này dưa. Ờ, dưa đó, mạnh không? Ờ, quá trời im luôn. Ờ, canh ha. Ờ, đó mạnh không? Vậy đó. Cua mà lắc thôi, mà lắc lo đi. Thử thật. Wow, quá đẹp luôn mọi người. Rồi mọi người có mà liên hệ bắt cua giống thì hãy liên hệ cho Cảnh qua số điện thoại là 0946 050474. Rồi Cảnh chào và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.